Hôm nay là ngày đầu tiên thành phố Đà Nẵng chính thức triển khai phân chia tần suất đi chợ cho người dân theo hình thức phát thẻ trên địa bàn. Mỗi hộ gia đình sẽ được phát 5 thẻ vào chợ trong vòng 15 ngày, bao gồm cả ngày chẵn và ngày lẻ, có đóng dấu của Ủy ban Nhân dân phường, và mỗi thẻ vào chợ chỉ có giá trị sử dụng một lần duy nhất tại một chợ bất kỳ trên địa bàn thành phố. Đây là lần đầu tiên cầm trên tay chiếc thẻ phân chia tần suất đi chợ theo ngày. Chị Yến và phần lớn người dân trên địa bàn thành phố đều không cảm thấy bỡ ngỡ. Dù trước đó, tổ dân phố từng khu dân cư đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, giải thích cặn kẽ cách sử dụng của phiếu này. Phiếu người ta phát 3 ngày chợ một lần thì mình cố gắng mình thu xếp đi làm sao mình mua cho đủ, thế thôi. Nói chung là hợp lý, vẫn chả có gì phiền hà cả. Cô thấy tốt mà. Nhiều hộ gia đình đồng tình với chủ trương phát phiếu đi chợ cho người dân theo ngày chẵn lẻ, phiếu sẽ được thu lại bởi ban quản lý chợ. Trong trường hợp có ca nhiễm liên quan thì phiếu sẽ phục vụ điều tra dịch tễ khi cần thiết. Cô thì nhiều khi 3 ngày, 5 ngày cô mà đi là cô lại bình thường. Dù muộn vô ra là mình cũng đi, mình cũng ngại. Mình đi mình sợ nó ở đi vô là không biết sao, người họ đang sẵn giảm đi, nhưng mà đi là mình rất yên tâm. Đoạn của các cơ quan chuyên môn thì tình hình còn phức tạp, cho nên cái biện pháp phạt phiếu này là cũng một biện pháp để tăng cường thêm trong công tác phòng chống dịch, tránh lây lan cộng đồng. Việc phát phiếu đi chợ cho các gia đình được chính quyền Đà Nẵng nhận định là sẽ giải quyết dứt điểm việc tập trung rất đông người, không đảm bảo quy định về giãn cách ở các khu chợ, nhất là khi mới đây chợ Nại Hiên Đông phải đóng cửa vì có liên quan đến các ca nhiễm COVID-19. Ngoài ra, một vài chợ khác trên địa bàn Đà Nẵng cũng đang ở mức cảnh báo nguy cơ về dịch.